Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở hẻm 580 đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, gần chợ Bình Trị Đông cũ, gần chợ Bình Trị Đông mới, liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân, giáp quận 6 ha, gần chợ Phú Lâm, cứ mắt Phú Lâm nha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở hẻm 6m trước và 6m sau luôn. Đó, hẻm thông tứ phía luôn nha anh chị. Nó nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Căn nhà phía trước mặt anh chị mình ha. Ngang ở đây là 6m và phía sau bên kia, mặt phía sau bên kia là 6m luôn nha. Ở ngoài kia là mặt tiền của đường Chiến Lược ha. Cách mặt tiền đường Chiến Lược thì chỉ khoảng 60m thôi. Sổ hồng riêng có hoàn công nha anh chị, mua bán ký công chứng sang tên ha. Mặt chính của hướng mình là hướng Tây Bắc và bên kia là hướng Tây Nam, gồm 4 căn nhà luôn nha. Chung một cái mảnh đất trong một cái sổ, chủ sử dụng cái mặt trước này để ở, còn hai phòng bên kia thì để cho thuê. Đó, ngang là 6 sâu vào 20 nha anh chị. Đó, hẻm bên kia đường là hẻm 344 đường Chiến Lược, còn mặt bên đây là 350 đường Chiến Lược nha. 350/8, bên kia là 344/21 nha, đường Chiến Lược ha anh chị. Hai mặt thì là 6m và sâu vào tới mặt bên kia là 20m ha. Đằng kia mình có cái ngã ba. Ngã ba mình đi vòng qua bo cua ra bên kia nha. Hai mặt bên kia đang cho thuê. Đó, một trệt và một lầu ở trên đây, ở trên đó máy đúc ở trên đó luôn á. Đó, hai bên là xây nhà cao tầng hết rồi nè. Pháp lý là sổ hồng của hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên ha. Chiều ngang 6m mua nhà tặng đất luôn nha anh chị. Chủ đang kêu căn nhà này có giá là 5.8 nha. Đó, 5.8 ha. Đó, mình ở bên đây nè anh chị, mình đây có cầu thang đi lên ở trên đó, cầu thang lên trên đó ha. Ở đây cổng xa bên hông của mình bên cho chừa cho người ta đi. Còn mình ở bên đây là năm phần đất bên đây thì mình có cái sân trong nhà nè, mình để xe trong đây được ha, có cửa lùa nè anh chị. Ở cửa lùa ha. Ở trên đây đúc nha nè anh chị, mình xem đường đà đúc nè. Nhà này thì anh chị mình có thể hạ cái nền này xuống cải tạo sơ để theo sử dụng cái hiện trạng giống vậy là rộng rãi lắm rồi nha. Trong đây có rất là nhiều phòng luôn nha anh chị. Đó. Đúc hết luôn nha, đúc hết luôn. Đang cho thuê mặt bên kia 5.8 nha. Giá này còn thương lượng nha, mình đi xem nhà đi. Rồi mình gặp chính chủ mình làm việc thêm về giá ha. Giá còn thương lượng á. Tìm nhà cao ráo sạch sẽ bên đây thì cũng chia cái cổng bên đây, cái lối đi cũng chia cái cổng mà làm cái cổng cái rào sắt luôn rồi nè. Đó. Nhà đúc bê tông cốt thép hết nè, đường đà nè. Đó, nhà đúc bê tông cốt thép ha. Bên đây một gian, bên kia một gian, bên đây một gian nữa là vậy, bên chân cầu thang nè anh chị. Đó. Giống như là bán đất tặng cái nhà thôi. 5.8 nha. Hai mặt hẻm đường ô tô hết nha anh chị. Hai mặt hẻm đường ô tô 16 chỗ chạy qua lại nha. Sổ hồng hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Đó, đây thì cái không gian phòng trước ở đây cho thuê được một căn, và bên đây là không gian bếp, nhà vệ sinh trong này. Đó, đầy đủ hết nha. Sổ hồng có hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Rồi cái phần để xe của mình nè, để xe ở đây cửa sắt. Đó, cửa rào ở ngoài. Nhà đúc hết ha, nhà đúc đường đà lộ ra rõ ràng. Mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên ha. Rồi đây. Đây có một nhà vệ sinh bên này nữa nè. Đó, bếp thì để đây. Đó là cho thuê thì mình sử lấy này mình thuê cho được hai gian rồi ha. Bên kia hai gian nữa. Từ cái mí tường đó nha, từ mí tường đó qua tới đuôi của căn nhà ngoài sau này anh chị mình ha. Đó, ngoài sau này bức tường nhà mình ha, ngoài kia còn hai cái tường của hai căn ngoài sau nữa nha, là tổng cộng là 20m đó, nhưng mà mình xây cái phần này mình ở bên đây, còn vặt bên kia thì để cho thuê hai phòng bên kia. Đó, anh chị mình là sử dụng hết cái tầng này bên đây là đã đủ diện tích rộng lắm rồi. Và bây giờ Nhân đi lên trên cho anh chị mình xem nha. Đó, hẻm thì hẻm thông luôn nha anh chị. Bên đây thì có cái cửa sắt nè. Này là đất của mình hết nha, trong sổ mình hết nha. Ngang 6m sâu vô 20 nha anh chị. Ngang 6m sâu vô 20, ở đây có cái cửa rào. Đó, 5.8 giá này còn thương lượng nha. Còn thương lượng anh chị mình đến xem, gặp chính chủ làm việc thêm thì giá nha. Đây có 4 cái đồng hồ nè. Ở đây chứa gần cầu thang ha. Đó, quan trọng diện tích đất của mình rất là rộng nha. Sổ hồng hoàn công, khu dân cư hiện hữu nha. Cầu thang đúc nha, cầu thang đúc đá mài nè, xưa mới có đó này. Rồi,
Rồi ra hai phòng dưới. Đó, trên đây nè. Rồi trên đây làm cái phòng 16 nói thôi, cái hẻm mấy sao luôn nè. Nó làm cho thuê ha. Như một cái mê cung luôn. Rồi đây mình theo 20 m tới mặt hẻm sau nè. Ở bên đây là hẻm 344. 344 là chiến lược ha. Ở hẻm 344 chiến lược mặt tiền ngoài kia. Đó, đường nhựa trước nhà nè. Ở dưới 344 này thì cũng có cái gác gỗ. Ở cầu thang gỗ nha, mình đi xuống dưới luôn cho anh chị mình xem nha. Anh quay xong cái đi, mình quay bên đây xong để mình đi vòng lại đây mình coi dưới cái mình vòng qua bên kia luôn nha. Rồi đây, anh chị mình xem ha. Đó. Đây nhà vệ sinh. Cho nó bồn nước trên này. Đây là nó máy toàn ha. 6 x 20 nha anh chị, 6 x 20. Hai mặt tiền đường nhựa nha, hai mặt tiền đường xi măng, hai mặt tiền đường 6 m á. Sổ hồng hoàn công, giếng trời của mình nè. Mái tôn còn mới ha, giếng trời. Sổ hồng hoàn công nha, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Đó, nhà đúc bê tông cốt thép hết. Ở đây cái sân bên hông của mình nè. Đó, sân bên hông nãy lúc này là mái tôn nè. Ngang 6 sâu vô 6. Xin lỗi chị, ngang 6 sâu vô 20. Và mặt trước là 6 m, mặt sau là 6 m luôn. Đó. Ở đây xây dựng nhà sẽ hơi để trong nhà luôn nha. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha. Rồi, ở đây thì một cái khoảng xíu sau. Nhà bếp, nhà vệ sinh. Rồi nhà vệ sinh trong đó ha, trên đó bồn nước. Rồi ở đây một cái khoảng trống. Rồi một phòng bên kia đường, bên kia. Phòng bên kia và cầu thang sắt mình đi lên sân thượng nè. Đi lên sân thượng xong mình vòng qua mặt bên kia nha. Giao hòa hẻm 344 cho anh chị mình xem luôn. Hướng mình tay trái của mình á, màn hình của anh chị á, là hướng Tây Bắc nha, Tây Bắc. Và mặt bên kia là hướng Đông Nam. Đó, cái máy đúc của mình ở chỗ này. Đó, còn chỗ này ha. Hồi nãy mình thấy cái đường, cái viền đúc bên ngoài của mình nè. Ở trên này máy tôn còn mới nè, máy tôn ha, ở trên này máy tôn. Hai cái chỗ để lấy gió thoáng. Trên cũng làm mái che, ở trên đây trồng cây. Đó, mấy tôn như này nha. Rồi. Đây. Bên đây là mặt tiền của hẻm, tiền của hẻm là 350. Đó, bên đây là 350 nha. 350 hẻm xe hơi thôi nha anh chị. Đó, 350 nha. Hai căn hai bên nhà mình là xây cao rồi nè. Căn bên đây cũng xây cao rồi nha. Căn bên đây cũng xây cao rồi ha. Ngoài sau đó cũng xây cao hết. Hẻm đã là 6 mét hết rồi nha anh chị. Rồi mình đi xuống dưới nha. Xuống dưới mình qua cái mặt bé bên 344 mình xem ha. Từ cái mí đó qua tới mí bên này 20 mét nha. Rồi cầu thang này là cầu thang sắt nha. Ở trên đây thì có làm khung sắt luôn. Có cái quạt gió nè. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 393939 để xem nhà nha. Và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá nha anh chị. Đó. Căn nhà này nằm ở hai cái mặt hẻm lận. Hai cái mặt hẻm. Xe 16 chỗ chạy thoải mái luôn. Chiều ngang là 6 mét. Chiều sâu vào 20 mét ha. Đó. Chia làm hai bên để mà vừa ở vừa cho thuê. Đó. Trên đây là sân thượng ở trên này. Đó này cái máy đúc chỗ này nè. Rồi đây. Đây là một gian phòng bên này, ở dưới cũng có một gian giống vậy ha. Trên đây một gian giống này, dưới cũng có một gian giống vậy ha. Còn hàng đúc bên đây có cái cửa đi riêng bên này. Rồi 6 x 20 nha anh chị. Rồi trên đây thì đóng là phòng chỗ này. Mặt bên đây là hẻm 344, còn mặt bên đây là hẻm số
Mặt bên đây là hẻm 350 sẹt 8, 344 thì sẹt 12. Rồi mình đi qua cái mặt hẻm 344 mình xem nha. Đó, bên đây cũng có cái cửa sổ. Rồi đây hai phòng cho thuê bên đây nha. Đó, hai phòng cho thuê chính bên đây riêng nha. Đó, ở đây có cái bếp nè ha, bên đây có không gian bếp nha. Ở đây để sổ gờ sắt ngang qua, để cái tấm ấy lên trải lên đây lót gạch thôi. Đó, nhà vệ sinh ở đây. Rồi một phòng nha. Phòng mình mặt mấy bên 344 sắt 12. Đó, còn bên đây nữa nè. Này cũng giống vậy. Là 344 sắt 12 luôn nha anh chị. 344 sắt 21. Xin lỗi chị, 344 sắt 21. Đó, căn bên đây nãy mình thấy mặt bên trước bên kia nè. Ở bên đây người ta cũng xây cao hết trơn rồi ha. Hai mặt đều xây cao hết nha. Hẻm thì đẹp, rộng rãi. Ở đây thì gần chợ Bình Trị Đông mới, gần chợ Bình Trị Đông cũ ha. Đó, liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân. Sổ hồng riêng có hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên nha. Hướng mặt bên đây là hướng đông đông nam nha chị. Hướng mặt bên đây là hướng đông nam. Ở mặt cửa sau này thì có cái mái ngói chỗ này che nữa nè. Đó, khung sắt bảo vệ nha. Đó, ngang 6m, chiều sâu vào là 20m. Nhà thì trệt lầu, có cái sân thượng nữa. Dạ, chia hai phòng ngoài sau này, hai phòng phía trước, rồi ở trên là ở lung tung như một cái mê cung trận luôn. Đó, nhà về vệ sinh đây ha. Đó, bên đây mặt đây để hai phòng để cho thuê ha. Cũng có cái gác gỗ ở trên này nữa nha anh chị. Cũng có cái gác trên này luôn nha. Đó, cũng có gác trên này, cũng giống như ở bên dưới bên kia vậy đó, bên kia vậy đó. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này là 5,8 tỷ nha anh chị, 5,8 tỷ ha. Đó, mặt bên đây là cờ từ miếng này qua bên kia là 6m, và sau qua mặt bên kia là được 20m. Đó, một chiếc xe ba gác đây, để đây còn khoảng trống cực kỳ rộng để đi bên này nữa nha. Đó, hẻm đây là xe 16 chỗ chạy vào thoải mái ha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Căn mé bên đây thì cũng đã xây cao rồi. Căn bên đây cũng đã xây cao rồi, còn căn mình ở giữa, anh chị mình có tài chính đủ thì mình mua mình xây, hoặc còn để cho thuê. Đó, tại khi nào tài chính đủ mình xây ha. Mặt bên đây là 344 sẽ 23 nha anh chị. Ngoài kia là mặt tiền của đường chiến lược, ngoài kia là mặt tiền của đường chiến lược nha. Là ngay chợ Bình Trị Đông cũ luôn, ngay chỗ đó là chợ Bình Trị Đông cũ luôn ha. Hẻm rộng rãi, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên nha. Đó, mình đi qua bên kia cái cho anh chị mình xem cái mặt bên kia nữa ha. Đó, coi vị trí hẻm luôn, hẻm thông ha. Đó, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Anh chị đang xem video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Nhân đang review cho anh chị căn nhà ở địa chỉ là 350 sẹt 8, đường chiến lược, khu phố 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, gần khu tên lửa Eon Bình Tân, gần chợ Bình Trị Đông mới, gần chợ Bình Trị Đông cũ. Nhà mình có chiều ngang là 6m, chiều sâu vào là được 20m, gồm hai cái mặt hẻm luôn nha. Mặt bên đây là hẻm 344, mặt chính bên kia là mặt chính của địa chỉ bên kia là 350 sẹt 8 ha. Đó, hẻm thì hẻm thông hết ha. Hẻm rộng giống như khu bàn cờ nha. Hẻm rộng như khu bàn cờ luôn. Sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên ha. Đó, anh chị mình thấy không? Một chiếc xe hơi nằm bên đây. Còn hẻm thì rộng rãi, một chiếc chạy để nằm một chiếc chạy qua bình thường nha. Đây. Đó, từ cái mí này qua tới mí bên kia ha, từ mí này qua tới mí bên kia. Hẻm bên kia là 344.
ở từ miếng này qua cái 344, hẻm rộng rãi 20 m, còn này chiều ngang mình là 6 m ha. Rồi mình đi tiếp là căn nhà cho anh chị mình xem nha. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha. 1006 sâu vào 6. Đó, nhà là nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu hết á, nhà xây dựng nhà cao tầng không. Gồm hai cái mặt hẻm chính 6 m hết luôn, hai mặt hẻm xe 7 chỗ chạy vào vào được hết luôn nha anh chị. Đó, kế hai căn nhà cao tầng, căn mình ở giữa. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì mình liên lạc với Nhân ha, qua số điện thoại là 0822 39 39 39. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành, hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ưng ý nhất cho mình ha. À, bên đây cũng 6 nhân 6 nhân 20 luôn nha. 6 nhân 20 nha anh chị. Đó, 6 nhân 20 nha. Không có tớp hậu đâu ha. Rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau.